So với các nước trong vùng, mức lương của nhân viên ngân hàng Việt Nam thấp hơn khoảng 1,5 lần. Và cũng chính bởi lý do này mà nhiều nhân viên ngân hàng đang muốn chuyển nghề. Đây là kết quả khảo sát mới được công bố của JobStreet, mạng quảng cáo việc làm tại Đông Nam Á. Cụ thể, khảo sát của JobStreet được tiến hành đối với 1.885 nhân sự đang làm việc tại ngân hàng và kết quả cho thấy 66% nhận được mức lương dưới 10 triệu. Điều này khiến 29% nhân sự ngành muốn chuyển nghề do mức lương thấp hơn so với kỳ vọng. 53% cảm thấy thiếu cơ hội phát triển và khó đạt được vị trí mà họ mong muốn. Báo cáo lương công ty này công bố vào tháng 5 năm 2015 cũng cho thấy mức lương thực tế mà vị trí nhân viên ngân hàng nhận được mỗi tháng chỉ đạt từ 6,7 triệu đồng đến 10,51 triệu đồng. So với các nước trong vùng, mức lương của Việt Nam thấp hơn khoảng 1,5 lần.